giấu vào đây cho cả nhà chúng mày lấy nhau hết. Ôi, ơi. Cái gì đấy? Sao đấy? Dạ. Ôi, sao đấy? Sao đấy anh? Thì ra là người yêu của thằng Mạnh đấy. Đâu, sao nó? Đây là ai? Anh vừa chiếc tay mà gò. Ừ. Ôi. Cuối cùng rồi anh đã tìm ra đồ đây này. Sao nó? Đây, từ mọi người nhá. Ừ. Đây này, cái lúc mà em mà lấy tiền của anh đúng không? Đúng rồi. Đây, anh xin ra đây, em lấy tiền đây. Ừ, cho đây, xem lại này. Đây. Ừ. Đây đúng không? Đúng rồi. Em lục ở trên đấy không thấy, bởi vì là em nhớ là anh không đủ, em bảo là anh cứ để như này mọi. Đây từ để cho xem nào. Đây nhá. Đây này. Em vào em lấy. Đấy. Đúng rồi. Đúng không? Xong rồi em cất lên trên nắp kìa. Bởi vì em bảo tủ này mọi người hay lấy ấy, mọi người hay mở ra mở vào ấy, em sợ mọi người lấy mất ấy. Thế là em cất lên trên đấy. Em cất lên đây đúng không? Đúng rồi. Chuẩn luôn. Xong rồi em đi ra luôn anh. Thì ra. Ừ. Là ai? Ui, thế là nó. Đấy, không? Thì ra là người yêu này của thằng Mạnh như này. Đúng rồi, đây. Bịt ngay mà. Thì ra là con khốn nạn này. Là đây, là đây. Bây giờ là nó chậm tiền đấy chưa? Đấy, nó lấy cất rồi. Lấy nó cất đúng này. Thế mà đổ rồi cho chị Thư đấy. Thế mà bây giờ nó cầm cho em. Từ, cho xem lại này. Lại. Hay thử nhìn này. Thấy chưa? Lấy này, đôi túi này. Thấy chưa? Cái lúc mà chị Thư đi ra nhá, mà nhìn này. Cái lúc mà chị Thư đi ra nó ngó đầu luôn này. Thấy chưa, nó ngó đầu vào luôn, thấy chưa? Đây này, anh em nhìn kỹ mặt con chó này này. Đây, chị Thư đi ra cái này. Và nó ngó đầu này, đây. Chính con này luôn. Mình đảm bảo với mọi người nhá, chính con này là người lấy tiền luôn. Xong bắt đầu là nó lập âm mưu ra để nó bày trò ra, để cho tất cả mọi người hiểu nhầm về chị Thư. Nó tính kế này rất là điêu toa. Các bạn hiểu không, các bạn hiểu như này. Chắc chắn con này là người lấy tiền, sau đó nó bày trò ra để đó làm mọi người hình dung ra, mọi người đục nhầm sang Thư lấy tiền các bạn ạ. Thật ra là Thư không có lỗi, tất cả đều là con chó chết này hết. Đấy, em đã bảo là mẹ nó rồi. Giờ ăn hoài đến nhà nó luôn anh ạ. Đây, nó kiệu cả lên nó lấy tiền ở đút túi này. Chắc tất cả là nó bày trò ra hết đấy, chứ không phải là gì đâu. Em nghĩ ngay từ cái lúc mà nó với thằng Mạnh yêu nhau là em biết có thể có khi là nó sẽ có ý đồ gì với em rồi, nhưng mà em không chắc chắn. Mẹ con khốn nạn này nữa, thế mà nó giả tạo đấy. Nè, nó giữ túi quần này. Tao mà đưa cái video này cho mẹ Phúc xem thì mày toang luôn. Bây giờ ấy. Mày đi đến nhà nó luôn đi anh. Đi đến nhà nó. Nó chơi với nó, đi. Rồi để anh lấy cái gậy. Cho ông chặn. Em không thể tin được là nó lại gian xảo như thế. Cầm anh. Quá gian xảo luôn đấy. Bao lâu nay mọi người cứ bảo mình là mình ăn trộm này thôi, mình có trộm gì đâu. Đi sang nhà nó luôn anh. Đi sang nhà nó bây giờ nhá. Mày lái xe đây, mày sang nhà nó, anh chỉ đường cho. Đi sang nhà nó. Thì ra ấy, là con này đấy này, nó âm mưu ra để nó đánh lạc hướng tất cả mọi người. Nó đánh lạc hướng cả khán giả luôn. Bao lâu nay mọi người không biết nó ý đồ như vậy. Anh xin lỗi tất cả mọi người rồi. Đi ngồi đi em. Mẹ đi theo tao đi. Lại đi kẹt nó đi. Kẹt nó. Mày đi theo mình thì đéo gì biết. Bố mày đi đâu việc bố mày. Kéo ra. Mày là sao? Dạ với tao. Mày đi ra. Tao đi đến nhà người yêu mày đấy. Cút. Tao đến nhà người yêu mày, tao gặp người yêu mày có việc. Mày đi ra là làm. Mày đi ra kệ. Kệ nó đi, phóng lên. Phóng lên. Lại đi không? Bố mày đi đến nhà người yêu mày. Ăn chung luôn. Mày tưởng ngoài đông mà con lại tao. Tao đi đến nhà người yêu. Chẳng người yêu mày đấy. Chẳng được đấy. Đến thì làm được cái gì? Bố mày vừa xem camera rồi nhá. Bố mày thấy chính con người yêu mày vào lấy tiền của tao đấy. Thì ra thế thì làm sao? Bây giờ chúng mày đến cũng gặp được nó đâu. Đến thì làm được không việc của tao. Còn bố mày đéo nói chuyện mày. Cút con mẹ mày ra. Bố chứ đéo cút đấy. Đi ra. Còn đây. Mẹ mày. Thì của mày à? Chúng mày đánh nó đi này. Mày biến mẹ mày ra. Chúng mày đánh nó đi này. Tao đéo biến đấy. Tao thì nó ở đâu thì mày đừng có trách ở đấy được không? Rồi nhưng mày cứ để tìm. Xe, để xe đi. Có khi á anh kia. Không anh nhớ nó. Ra, tao đéo để xe ra. Mày ra xe ra đi. Mẹ.
nào, chặng đường này. Kệ cái mẹ nó, mày đông nào nào. Bỏ ra. Mày đập đi. Con người yêu mày đi, tao mà tìm được nói mày đúng có sách rồi đúng không? Diễn ra, mày đi, mày cứ đi đấy nhỏ đi, mày không bênh nó đâu, tao thẳng mày thế, rồi để xem, vẫn đang phải ý bộ, xe thì tới được mặt quân của các quân, đi đây, đi đây em ơi, sao đi đi, dạ. Tao mà tìm được nói tao bảo đâu. Chơi mày nhá, ra nhá. Chúng con chó đấy là người lấy tiền của con Thư, người tao. Đi lên xe lấy tiền này. Của tao, xong bắt đầu để đổ lỗi cho con Thư á. Chơi chắn bóng nhưng mà tao thông của chúng mày có khi ủ mưu với nhau ấy. Tao đi tìm được nó thì mày đừng có trách. Mẹ bênh à? Em uốn bây giờ vì con gái bênh à, mày đi thôi. Nhà dưới đây sao này? Đi đâu này, dám chẳng được mình nữa. Chả biết là nó có ở dưới hay không nhở? Đi cứ mày đi, đi xuống nhà thôi tao. Đây. Đây rồi, đây rồi. Mà nó không có nhà nào. Khóa cửa đấy. Xuống đi, nhà chính nhà nó đây luôn. Tại vì hôm trước là thằng mày nó chở con này về đây mà. Khóa cửa rồi. Chú mày gọi nó ra thằng con này không? Xuống đây. Ra đây. Hello. Xuống đây, ra đây. Tao thề mày luôn nhá, tao bắt được cái con Xuân này ở đây nhá. Nó khóa cửa. Cho một trận. Thế tất cả mọi chuyện ấy, tất cả mọi chuyện ấy là đều là nó bày mưu ra. Đấy, tất cả là nó đây. Thế mà mẹ cứ bảo nó là nó tốt lắm. Tất cả mọi người với cả mẹ đều trách nhầm mẹ rồi. Nhưng mà không bây giờ mẹ không... Sao đó là nhà em mở cửa nhìn ra nào? Không. Em chỉ cầu mong là cho mẹ không xem video để cho mẹ biết được nó. Nó trốn rồi. Nó trốn rồi sao? Hay là thằng Mạnh nó gọi điện sao con này biết nó trốn rồi? Chắc thế rồi anh ạ. Chắc thằng chó kia nó gọi điện cho con Xuân rồi. Thế là con Xuân nó biết nó trốn rồi. Nhà thì như cái chuồng lợn đấy mà thích thể hiện. Mày đứng đây đừng động vào người nó. Nó lại đổ tội cho nhà mình, nó lấy cái gì nhà nó đấy. Mình đừng động vào nhà nó đổ tội đấy. Đội, ở ngoài thôi, đứng ở ngoài thôi. Đấy, khi nào nó về thôi. Em phải xả cục tức này, em không thể chịu được nữa rồi. Thế mà thằng kia nó giả tạo vô cùng luôn, lẫn cả cái con Xuân nữa. Mẹ nó xuống nhà mình, nó chồng chồng thấy đấy. Ê, nó giả tạo lên nỗi nó đổ lỗi cho vợ đây, nó bảo à hiểu rồi, chắc chắn con này ấy, là mục đích của nó ấy, là yêu thằng Mạnh xong rồi là về định chiếm tài sản. Thế còn gì nữa, về luôn, tại vì là nó thấy chị Thư với anh ấy hạnh phúc quá, với cả là nó nghĩ anh bị Thư ấy là lời hết đại đất đai luôn, nên là nó cay quá, nên là nó hãm hại chị Thư để nó cho chị Thư ra khỏi nhà ấy. Bởi vì nhà nó nghèo này, nó muốn vào nhà anh để lấy đất đây để nó cho nó giàu lên. Và tại sao cái thằng kia nó ngu vãi ra, mẹ yêu cái con đào mỏ thế mà nó yêu. Nó muốn lấy tài sản thằng kia rồi. Mẹ bây giờ đứng đây đợi nó bao giờ nó về thì thôi. Đúng rồi, đợi bao giờ về mình. Hay là hỏi đây hàng xóm đây ăn. Đéo có ai. Ở đây đéo có ai, mẹ ở đây như của cái tộc ấy. Chứ không hỏi như khi nào đến. Cái con này ở đây như của cái tộc ấy nhỉ. Không có ai luôn ấy. Thật Xuân ơi. Xuân. Tao đố mày trốn mãi được đấy. Tao mà tìm thấy mày nhá, mày liệu hồn. Tao đợi ở đây, đợi bao giờ mày về thôi. Đứng đây đợi. Cứ đây thôi. Cày. Bắt được bằng được gió luôn anh em ạ. Bây giờ mọi người lại trách nhầm cả Thư. Thật ra cho mọi người hiểu nha, tất cả những kế hoạch của nó ấy đều là nó bày ra hết. Mình chắc chắn cam đoan cho mọi người, nếu mình nói sai được lời mình làm con chó luôn. Chắc chắn ấy, nó lấy tiền của mình, sau đó nó lại để vào trong cái vali để cho mọi người đánh lạc hướng mọi người, để mọi người hiểu nhầm về Thư. Thật ra cái hôm đấy là Thư lấy tiền xong cất đi cho tôi mọi người ạ. Đúng rồi, em cất tiền đấy cho anh mà. Bởi vì em bảo cái tủ đấy mọi người dùng chung, anh cất ở đấy thì mọi người lấy được hết. Em đã bảo rồi, lần sau anh cứ cẩn thận rồi nhá. Đứng đây rồi. Mẹ ở nhà nó là có ao cá này, mấy đứa tao cho ao cá chết hết. Mấy đứa bỏ thuốc vào đây chết hết cá luôn rồi.
Nhà có mỗi ao cá, hoài phết nhỉ. Bực tới mình nóng hết cả người luôn. Xong được cái được cái thằng em mình nữa. Bình con kia chắc đang mù váng với con đấy lắm rồi anh. Thế còn bây giờ chúng mày ở đây nhá, để anh đi anh lượn một vòng ở lẹp đây anh tìm nó. Sau này có gì thì anh về. Chiến cửa đây thôi với chị thôi, anh đi một mình thôi. Ừ. Em đợi nó đi. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Là Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan. Một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống được rồi. Rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này. Một lọ của nó sẽ như này. Đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó như này. Một viên bé này. Viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn. Đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi. Và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, sự gắt gọt không? Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp trai ngay anh em ạ. À. Đấy các bạn cứ yên tâm nhá. Nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.